Xin chào, tôi là Sumita Butani. Khi bạn càng lớn tuổi, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, vì vẫn có nhiều cách để giữ cho làn da luôn tươi trẻ ở mọi độ tuổi. Cùng tôi tìm hiểu 3 bí quyết ngăn ngừa nếp nhăn nhé. Bí quyết đầu tiên đó chính là kem chống nắng. Để nếp nhăn không xuất hiện, ngăn ngừa là biện pháp hiệu quả nhất. Theo số liệu từ Quỹ phòng chống ung thư da, hơn 90% dấu hiệu lão hóa trên da là do ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Bí quyết thứ hai là hãy hình thành thói quen chăm sóc da chỉ với 4 bước đơn giản: rửa mặt, cân bằng da, tinh chất, dưỡng ẩm và liên tục duy trì thói quen này. Một chế độ chăm sóc da toàn diện sẽ giúp da bạn duy trì độ ẩm, độ đàn hồi và độ sáng. Không bao giờ là quá trễ để bạn hình thành thói quen chăm sóc da, vì da bạn sẽ luôn được cải thiện nếu được chăm sóc tốt. Bí quyết cuối cùng là hãy chăm sóc da với các thành phần chống oxy hóa như vitamin C sẽ giúp chống lại các gốc tự do gây ra bởi môi trường ô nhiễm, chế độ ăn thiếu dưỡng chất, tình trạng stress và mệt mỏi. Các yếu tố trên đều là tác nhân gây hại dẫn đến việc hình thành các nếp nhăn trên da. Vì vậy, để ngăn ngừa hiệu quả, bạn hãy chăm sóc da bằng sản phẩm giàu chất chống oxy hóa như Artistry, tinh chất vitamin C và HA. Vì một làn da tươi trẻ không nếp nhăn, luôn nhớ 3 mẹo hữu ích này nhé. Dùng kem chống nắng, hình thành thói quen chăm sóc da, sử dụng sản phẩm chống oxy hóa.